Trên đời này có một việc rất khó làm, đó là làm vừa lòng của người khác. Dù cho bạn có tốt bao nhiêu đi chăng nữa thì thiên hạ cũng không bao giờ chừa bạn ra khỏi câu chuyện của họ đâu. Bởi vì lưỡi không xương nhiều đường lắc léo, cái miệng của thiên hạ không dành nên méo mó tứ phương, đó là chuyện bình thường. Mỗi loại cà phê đều mang một vị đắng, nó cũng giống như con người vậy đó. Mỗi một người đều mang một nỗi niềm sâu lắng khác nhau, chẳng ai giống ai hết. Nên đừng bao giờ cố phán xét về cuộc sống của người khác. Mình không sống cuộc đời của người ta nên mình chẳng hiểu gì đâu. Và có một chuyện mà mọi người cũng thừa biết, đó là khi thương thì trái ấu nó cũng tròn, khi ghét thì bồ hòn nó cũng méo. Hay là khi thương thì nước đục cũng trong, khi ghét thì dù nước sạch giữa dòng cũng dơ. Thế cho nên là chẳng cần phải sống vừa lòng ai hết, sống vừa lòng của bản thân của mình là được rồi. Bởi vì giá trị của đồng tiền là nằm ở cách tiêu, còn giá trị của con người là nằm ở cách yêu và cách sống. Thế nên trên đời này ai muốn thắng xin nhường cho họ thắng, ai muốn hơn xin cứ tự nhiên. Đủ phước duyên thì hoàn toàn sở hữu, chứ cố cưỡng cầu mà có được cũng chẳng giữ được lâu đâu.